Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Liên tục thay đổi chủ nhân, cuộc đua giành chiếc ghế vàng huyền thoại của nhạc hội song ca ngày càng trở nên kịch tính. Đêm nay, đêm cuối cùng của bảng 6, cũng là đêm thi quyết định cơ hội đi Hàn Quốc sẽ thuộc về những cặp đôi nào. Những phút giây kịch tính, những cú lội ngược dòng ngoạn mục, những tình huống bất ngờ, những cảm xúc lắng động. Hãy quay trở lại sân khấu, cùng chào đón sự bùng nổ và đầy cảm xúc của đêm thi cuối vòng bảng, nhạc hội song ca. We'll be right back.